Là mẹ tư con này sắp đẻ rồi, gọi trông nó mà nhưng mà nó bé quá, có 2 lạng. Con này còn được 3 lạng này, con này được 4 lạng đấy. 2 con này là đẻ, đang đẻ rồi, con này sắp đẻ. Mà không bắt đạt nó nữa, đi bới đất bẩn này. Tại anh em có cái chen gọi là để con gà cống này xem nó có vừa không thì nó bé à. Con này thật lón luôn, có 2 lạng mà. Để làm luôn. Xiu xiu. Này 4 lạng đang đẻ này, lông ô lắm. Con này cứ thả ra ngoài là nó lại sợ sợ, nó nằm im như này. Bà lạng thế con này, tại vì nó theo người. Thôi bắt nạt nó. Trong này đang đạp mái được rồi, thấy đuôi sơ xác rồi. Bà lạng mấy con này, này nắng rồi, ok rồi. Két quả trống bị đẻ rồi, mong em mà đẻ được, bé quá. Thôi không bắt nạt nó nữa, này. Bé người cái bắt nạt của nó. Chú ơi nở rồi. Wow. Đây là bò vỏ trứng này. Nhìn đen xì xì là thích rồi này. Đấy. Đôi 4-6 chú rồi. Con gà xám này. Tí nữa phải con không bò. Sáng chân lưng. Xuống ổ. Này đang ấm. Cho các cháu nó xuống ổ tí. Mẹ ham ăn. Thank you.
nắng đẹp. Hai ổ, một ổ 5 con, ổ cái hơn 5 con, bé xíu xíu.